bạn một bài hát tiếng Pháp ạ. Dạ. Il était une fois un petit garçon qui vivait dans une grande maison. Sa vie n'était que joie et bonheur, et pourtant au fond de son cœur. Donna, 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 tu regretteras le temps. Donna, 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 où tu étais un enfant. Hay quá. Rồi, xứng đôi vừa lứa quá, nhóm tiên đồng ngọc nữ vậy đó. Rồi ngồi xuống. Bây giờ mình tính một chút xíu về cái chuyện kết hôn đi nè. Về cái vụ là hẹn hò làm sao, bên này hơi khô, bên này muốn là ướt át một chút. Anh nói thật là anh cũng không lãng mạn lắm đâu. Dạ, em cũng không thích người quá lãng mạn anh ạ. Bình thường nếu mà em thích hẹn hò thì em muốn hẹn hò ở đâu? Em anh thích là... đi quán cà phê hay là đi xem phim? Anh rất thích xem phim. Vậy thì anh có thể mời em đi xem phim. À, hồi nãy bạn trai có hát một câu rất là hay, tức là mơ ngôi nhà và những đứa trẻ đó. Ha? Bây giờ mình tính sao những đứa trẻ đó? Anh lại thích toàn con gái ạ. Dạ anh. Linh mà, Linh phải con gái thôi. Cặp này giống như là đâu từ kiếp nào rồi. Bây mà. Giờ mỗi người, người một câu một thôi. Câu gì đó thật là tình cảm nha. Thôi đi bạn. Dạ. Mời bạn nữ. Rồi giới thiệu về mình đi. Em xin tự giới thiệu, em là Phạm Văn Linh. Em quê ở Thanh Hóa. Và hiện tại là em đang ở Bình Dương. Em làm gì Linh? Em làm bên chuyển phát nhanh ạ. Chuyện em và anh nhanh. Trai có một công ty chuyển phát nhanh. Linh bao nhiêu tuổi rồi? Dạ năm nay em 30. 30 tuổi làm công ty chuyển phát nhanh. Dạ. Mời bạn nữ giới thiệu. Dạ em chào chị Cát Tường, chào anh Quỳnh Linh, chào các quý vị khán giả. Em tên là Trần Thị Nga. Em quê ở Thanh Hóa. Hiện tại thì em đang sinh sống và làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh. Em làm nhân viên văn phòng và năm nay thì cũng mém mém 30 ạ. Mém mém 30. Dạ. Điểm mạnh điểm yếu của em là gì? Dạ, điểm mạnh của em thì em là người vui vẻ, hòa đồng ạ. Em sống thì khá là tự lập, thích ca hát và biết nấu ăn ạ. Những cái hạn chế của mình là gì? Mọi người nói là 30, gần 30 rồi mà chưa lập gia đình thì chắc là do em khó tính quá, thì có lẽ là em cũng có chút khó tính. Rồi thứ hai thì là em tính em hơi khô khan một chút ạ. Thì người ta thường nói là người phụ nữ thì giống như là cái dòng nước trên sông ấy, phải nhẹ nhàng, dịu dàng. Thì em thấy thì em cũng dịu dàng, nhẹ nhàng mà. Là dòng nước đó chị. Đúng rồi. Có điều là em là nước lũ, đổ ào cái ra biển luôn. Còn bạn nam? Dạ, điểm mạnh của em là người sống tình cảm ạ. Em thích chơi thể thao đó. Em chơi được môn gì? Em chơi bóng đá, bóng bàn, bơi thì bây giờ rất là thích anh ạ. Em có khuyết điểm gì không? Khuyết điểm của em là vì em sống hơi tình cảm một chút nên nhiều khi tình cảm nó chi phối của em đấy. Ví dụ như em cho bạn vay tiền chẳng hạn đấy, lúc em khó khăn em cũng không dám hỏi được, sợ đôi khi mất lòng ạ. Em đã trải qua mấy mối tình rồi? Dạ em đã trải qua được 3 mối tình rồi. Mối tình gần như nhất là bao nhiêu lâu? Hơn 2 năm rồi. Bạn gái mình trải qua mấy mối tình rồi em? Dạ em thì trải qua 2 mối tình. 2 mối tình. Dạ. Em thì trong cái quá trình mà tìm hiểu thì để mà chuyển sang một cái bước bước tiếp theo ở trong tình yêu thì em hơi khó khăn trong cái bước chuyển tiếp giữa bạn bè và người yêu. Có nghĩa là em không biết cách thể hiện tình cảm như thế nào ở trong cái. Nhưng mà em có yêu người ta không? Em mến lắm. Mến thôi. Dạ, mới ở mức cảm mến đó. Là có thể cái em chưa gặp đúng cái đối tượng mà làm cho mình phải thổn thức trái tim mình ngày đêm mong nhớ thì lúc đó tự nhiên em sẽ thể hiện được thôi. Thực ra thì em cũng bị cái ấn tượng đầu tiên. Tức ví dụ như là em gặp một người mà em lần đầu tiên em gặp em cảm thấy cảm tình thì em dễ phát triển tình cảm hơn. Là được hay không là ngay cái nhìn đầu tiên thôi. Bị ảnh hưởng nhiều ạ. Dạ. Rồi, vậy bây giờ em mong muốn tìm một người bạn trai như thế nào? Thứ nhất là về ngoại hình thì bạn cao khoảng 1m7 trở lên. Bạn trai cao được bao nhiêu? Dạ em cao 1m73 chị. 73, rồi được ha, tiếp. Dạ. Ăn mặc gọn gàng chút, đừng mặc bóng bẩy hay lòe loẹt quá. Rồi. Tính cách thì tại vì em hơi khô khan chút nên em mong muốn bạn nam là sống tình cảm, chân thành và sống thì có trước có sau. Là một người có trách nhiệm với gia đình, với công việc của mình. Điều gì em không thích ở người bạn trai? Em không thích bạn trai nói nhiều quá, nói lan man quá. Nãy giờ thấy bên đó có nói nhiều không? Cũng vừa chứ không vừa. Nói nhiều quá. Anh thấy em đưa ra những cái vấn đề hình như bạn trai có gần như hết đấy. Anh thấy khoảng 90% trở lên. Dạ. Còn vậy em trai? Mẫu người của bạn trai là như thế nào em? Em thích một người chân thành ạ, thành thật trong tình yêu ạ.
biết nấu nướng một chút ạ. Em cũng giống như bạn nữ ấy ạ. Cái anh nhìn ban đầu cũng rất là quan trọng với em. Có cái mẫu người lý tưởng của mình không? Dạ, em thích người chân thành mà cái ngoại hình chắc cũng như anh Quyền Linh là được. Như anh Quyền Linh là được. Dạ, tính tình như anh Quyền Linh là tốt ạ. Như anh Quyền Linh là anh được. Cũng được. Anh cũng Quyền Linh. Anh Linh đây nè, anh Linh. À, anh Linh. Cao, được. Bạn, bạn gọn gàng, sạch sẽ. Em có cái mẫu người lý tưởng của em như thế nào không? Em rất là thích chị Cẩm Ly ạ. Chị Cẩm Ly. Hôm nay gặp chị là em thay đổi ý định. Cảm ơn em. Thế bây giờ nếu như được thì bao lâu mình sẽ tiến tới hôn nhân được? Bố mẹ em hối lắm rồi chị. Nhanh nhất là 6 tháng. 6 tháng? Dạ. Mình chuẩn bị sẵn sàng mọi thứ cho em. Chuẩn bị hết rồi ạ. Chuẩn bị bố hết rồi. Bố mẹ thì nuôi rất là nhiều lứa gà, lứa lợn rồi mà vẫn chờ em thôi ạ. Nhưng mà bố mẹ có đặt ra tiêu chí là mình tìm một con dâu như thế nào không? Dạ không chị. Do em là chính. Có làm dâu không em? Dạ chắc chỉ Tết thôi chị. Còn em sẽ sống ở trong này. À, ba mẹ là ở ngoài quê. Dạ. Có điều gì em không thích ở người vợ tương lai của mình? Em không thích là một người không gọn gàng ấy chị, không sạch sẽ đó. Tại vì tính em rất là gọn gàng. Cô này khó tính lắm, chắc chắn là sẽ gọn gàng sạch sẽ rồi. Lo là lo em á. Dạ. À, em làm sao mà em mở được lòng cổ ra, cổ hơi khó tính. Nhưng mà cổ chỉ thấy là rất là nhưng em thích xinh, người chân thành chị. Thùy mị, chân thành, là một mẫu người của gia đình. Đó là nhận xét cá nhân của chị đó. Dạ, em cảm ơn chị. À, cố gắng lên ha. Dạ. Rồi, đến qua xem bạn gái thế nào nha. Em chào anh. Rồi, đại diện đàn trai xin chào em. Nãy giờ em nghe giọng nói anh ấy, em tưởng tượng anh ấy thế nào? Dạ, em nghe giọng cũng ấm. Ấm. Thì chắc là người tình cảm. Đúng rồi, nhìn cái gương mặt rất là phúc hậu. Rất là chững chạc. Hả? Hai đứa cùng bấm nút bao lâu thì có thể tiến tới được? Em thì cũng chắc 6 tháng thì cũng được. Tại vì bố mẹ em cũng hối quá rồi. Hối hay quá. Là con cả. Anh thấy hai người hiền như nhau đó, dễ thương. À, em có phải là phụ nữ hay ghen không? Em cũng chưa biết ạ. Chưa biết. Dạ. Chưa yêu sâu sắc. Chưa dạ, yêu sâu sắc đúng không? Là mới mến nhau rồi thôi. Nhưng mà cặp này chắc có ghen thì chắc cũng không có nổi đến nỗi gì đâu. Hiền lắm. Đàn trai thích mình đàn gái rồi đó nha. Được. Hai bạn này được có vẻ là đây. Đồng cảm, đồng giống giống nhau nhiều. Cùng ở thanh quê Thanh Hóa. Nhìn ai bên ngoài cũng rất là gọi là người trưởng thành á, chín chắn. Anh có cảm giác hai gương mặt này giống giống nhau và hình như hai gương mặt này cái cảm giác của chị cảm như vậy á. Gương mặt phu thê đó em. Dạ. Anh nói thật. Bây giờ mình hỏi thêm ý kiến của người thân nhé. Dạ. Rồi em đi với ai nè? Em đi với cậu của em và bạn của em. Bố mẹ thì nóng nóng lòng rồi. Gái 30 mà. Nhưng mà tụi con thì cứ từ từ, cái gì cũng phải tìm hiểu cho nó kỹ. Cuộc sống gia đình vợ chồng á, thì nó không có thể nào mà nói chuyện là một sáng một chiều được. Thì tụi con cứ tìm hiểu nhau cho kỹ. Nhưng mà cậu thì vẫn chúc phúc cho hai con nếu hai con tới được với nhau. Còn quyết định của cháu gái cậu như thế nào thì cậu cũng sẵn sàng ủng hộ ý kiến của cháu. Nhưng mà theo ý kiến riêng của cậu thì cháu rể tương lai này thấy được không? Theo như quan điểm của mình á, nếu mà cháu mình cho 10 á thì mình cũng xem được 9. À, hay quá. Thì tốt rồi. Cảm ơn cậu nhiều ha. Cậu điểm 10 là cậu bạn được 9 rất là dễ thương, hiền ha. Rồi, bạn trai mình đi với ai nè? Dạ, hôm nay em đi với em gái và chồng của em gái ạ. Em xin được chào chị Cát Tường và anh Quyền Linh. Chào em. Nãy giờ ngồi đây thì em thấy chị là rất dễ thương ạ. Cái nhìn ban đầu thì là em thấy rất thiện cảm ạ. Và chị những cái gì mà chị yêu cầu thì nói chung là anh cũng đáp ứng được 10 thì cũng được 8 hoặc là 7.5 ạ. Nói chung là em thấy là anh chị nên mở lòng để tìm hiểu thêm và sang năm được cho em đi đám cưới ạ. Em cũng nôn quá đúng không? Thôi, mở lòng mình ra nha để cảm nhận đối phương nha. Kéo màn lên kéo mình tâm lên. Sự coi có gần nhau không nha. Rồi, mời bạn. Chào em. Anh gửi tặng em một hoa. Cào quá ha, cào ráo. Cảm ơn. Anh quê Thanh Hóa là anh ở huyện nào anh? Anh ở Nga Sơn đấy em. Anh ở Nga Sơn ạ, à. Em ở Triệu Sơn. Là hai cái Sơn ạ. Thế anh làm gì thế nào? Dạ, xét về ngoại hình là em thấy là yêu cầu mà em đưa ra ạ. Từ hôm mà chương trình báo anh ấy, dạ. Anh hồi hộp lắm. Tối anh cũng có ngủ được. Anh trông chờ. Dạ. Thật sự gặp em, anh rất là, thấy em rất là xinh. Đúng rồi đó. Em có điều gì muốn hỏi anh không? Em run quá, thì dạ là em cũng không nhớ. Em mình hát tặng nhau một bài đi, cho anh đỡ run. Dạ. Nhá. Dạ. Rồi. Em đồng ý.
Em xin phép được đứng lên ạ. Xin gửi em, gửi tới em và đến chương trình bài hát Bức Thư Tình đầu tiên ạ. À, hát tặng bạn gái kìa, nhìn bạn có gái. Có thư không? Có thư không? Dạ có chị. À có thư luôn hả? Ồ, có thư luôn thiệt hả? Em xin hát mấy câu thôi ạ. Và anh sẽ là người đàn ông của đời em. Anh đã mơ về ngôi nhà và những đứa trẻ. Vì yêu em, ngày mai anh thêm vững bước trên con đường dài. Em có nghe mùa đông những ngọn đèn vàng. Anh nhớ em, anh nhớ em. Đưa thư, đưa thư. Thư, thư. Thư là hay ạ. Ờ, thư gì đây? Em mở ra và đọc giùm anh nhé. Mở đọc liền luôn em. Dạ. Bức thư tình là có thư luôn mà. Em à, đây là bức thư tình đầu tiên. Anh mong có thể viết cho em bức thư tình thứ hai, thứ ba và nhiều hơn nữa. Hãy tin tưởng và cho anh cơ hội em nhé. Bạn gái hát tặng lại cho bạn trai mọi người. Dạ, em cũng xin được hát một đoạn, một bài hát tiếng Pháp ạ. Dạ. Il était une fois un petit garçon qui vivait dans une grande maison. Sa vie n'était que joie et bonheur, et pourtant au fond de son cœur. Donna, 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 tu regretteras le temps. Donna, 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 où tu étais un enfant. Hay quá. Xứng đôi vừa lứa quá, nhóm tiên đồng ngọc nữ vậy đó. Rồi ngồi xuống. Bây giờ mình tính một chút xíu về cái chuyện kết hôn đi nè. Về cái vụ là hẹn hò làm sao. Bên này hơi khô, bên này muốn là ướt át một chút. Anh nói thật là anh cũng không lãng mạn lắm đâu. Dạ, em cũng không thích người quá lãng mạn anh ạ. Bình thường nếu mà em thích hẹn hò thì em muốn hẹn hò ở đâu? Em anh thích là... đi quán cà phê hay là đi xem phim? Anh rất thích xem phim. Vậy thì anh có thể mời em đi xem phim. À, hồi nãy bạn trai có hát một câu rất là hay. Tức là mơ ngôi nhà và những đứa trẻ đó. Ha? Bây giờ mình tính sao những đứa trẻ đó? Anh lại thích toàn con gái ạ. Dạ anh. Linh mà, Linh phải con gái thôi. Cặp này giống như là đâu từ kiếp nào rồi. Bây mà. Giờ mỗi người một nói câu một thôi. Câu gì đó thật là tình cảm nha. Nói tận đáy lòng của mình. Nào, mời bạn. Nhìn thẳng vào mắt nhau. Thật sự là anh đăng ký chương trình này khoảng gần 5 tháng rồi. Thật sự gặp em là anh rất là bất ngờ. Anh rất là cảm ơn chương trình. Đã tìm một người mà anh rất là ưng ý. Anh nghĩ là chúng mình có duyên đó. Rồi. Chuyện cô gái nói thế nào thì chúng ta sẽ biết ngay sau đây. Bấm nút là hẹn hò, là tìm hiểu để tiến tới hôn nhân. Nào. Một. Hai. Ba. Hết thời gian. Quà của bạn đây. Bạn trai rất là dứt khoát. Nào nắm tay đến đây nào. Tuyệt vời lắm. Tôi thấy hai bạn đôi đấy là hai tâm hồn đồng dạng sẽ hiểu nhau. Rồi từ đó sẽ sinh ra định lý. Định lý là gì? Là một kết quả tốt đẹp với một ngôi nhà và tiếng khóc của trẻ thơ. Bạn đẹp đôi lắm đấy. Nha. À, những chiếc vé xem phim dành cho các bạn ở cùng rạp Cinebox 212 Lý Chiến Thắng. Đây phần quà dành cho hai bạn từ nhà tài trợ Dương Manh Gieo. Mình làm thủ tục đi. Thế nào các bạn? Em có ngại không? Dễ thương quá trời. Một nụ hôn rất đẹp. Rất đẹp. Gửi tặng hai bạn đây là phiếu mua hàng thời trang cao cấp dành cho cặp đôi từ hệ thống thương hiệu thời trang Couple TX trên toàn quốc.